Lựa chọn gì nữa? Đọc lớn lên coi. Bạn nam hãy chỉ chủ động nắm tay và nói một lời tỏ tình lãng mạn. Rồi, mời em qua đây. Ví dụ như đây là cái người mình thích rồi đó. Mình thử coi, qua nắm tay mình tỏ tình thì mình nói cái gì với cô ấy? Xin phép cô ấy cho nắm tay đi, gái bước ra. Trời ơi, cao, dễ sợ đó. Anh xin phép nắm tay em. Dạ. Anh thì thích một cái câu nói trong sách, đó là không ai trong chúng ta có thể tồn tại độc lập. Thì không ai trong chúng ta có thể thành công mà không có một nửa còn lại. Thì anh cũng vậy. Thì lần đầu gặp em thì anh cảm thấy rung động. Dạ, em cảm ơn anh. Là cái câu nói trong quyển sách lúc nãy hả? Hay là... anh nói trong một anh đọc trong một cái quyển sách khác. Rồi, mời em. Rồi, mời em gái bóc một lá bài của chương trình. Rồi, đọc lớn lên giùm chị ha. Hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Rồi. Tật xấu hả? Em hay ngủ nướng, hay hẹn xong rồi quên giờ. Trời, mình phải nhắc nhở nha em. Em hay khó tính nên dạy như khắt khe với giống như đứa em gái em. Em thấy cũng dạy như là mình kiểu hay áp đặt với chị. Nhưng mà ý là đối với người thân thôi. Tật xấu của em là... Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân nha. Em trai sẽ giới thiệu trước nè, to rõ cho bạn gái có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Anh chào em, bạn gái ngồi kế bên, cùng toàn thể quý vị xem khán giả. Em tên Trần Văn Mai Thi. Em sinh năm 1993, năm nay em 27 tuổi. Quê quán em ở Long An. Nghề nghiệp của em là designer. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Designer về cái gì? Dạ, em thiết kế cho phòng digital marketing. Đang kinh doanh tự do. Dạ, em mở công ty kinh doanh về đại lý phân phối bia và nước ngọt. Trời, vừa làm designer mà vừa làm kinh doanh đại lý bia nước ngọt nữa. Dạ. Làm tự làm cho mình hết. Dạ, em tự làm hết. Giỏi quá ta. Dạ. Vậy là chắc cũng có cái tích lũy được số vốn kha khá rồi ha. Dạ. Rồi, thế dự định chừng nào lấy vợ? Dạ, em thì dự định là trong năm sau. Trời ơi, trong năm sau. Mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với gia đình ba mẹ em. Ở đâu cưng? Dạ, em đang sống ở Long An. Ở Long An ở khúc nào? Dạ, em ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Có nuôi ai không em? Làm có nuôi ba nuôi mẹ không hay là làm tự tích lũy? Dạ, em làm tự tích lũy. Em có dư một số tiền em cũng gửi về phụ cho gia đình. Ủa, gia đình đâu mà gửi về? Dạ, ở chung mà. Dạ, lúc trước thì em làm designer ở trên thành phố chị. À, rồi sao mình không định cư, không cứ phát triển cái ngành nghề mình trên thành phố mà cuối cùng lại về Long An? Dạ, thì em dự định là em mở công ty riêng đó chị. Sau này thì em sẽ phát triển công ty thành một cái công ty lớn. Mà phải cái đó phải ở dưới quê thì mới được hả? Trong tương lai nếu có số vốn mạnh thì em sẽ lên thành phố ạ. À, có hồi đó em ở thành phố được bao lâu? Dạ, em ở được 5 năm. Ở 5 năm mà mình không mình thấy về quê nó dễ hơn. Rồi giờ mình về quê xong mình nghĩ mình thành công, mình có vốn nữa mình lên lại nữa. Dạ. À, có nghĩa là ở đâu miễn là làm được nhiều tiền là em ở thôi. Dạ. Rồi, hiểu cái tư duy của em. Tốt. Công nhận là tuổi trẻ năng động thiệt. Rồi, đợi chị chút xíu nha. Bạn gái bên đây giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh trai đối diện và các bạn coi chương trình. Em tên là Lê Thị My, sinh năm 1996, đến từ Đồng Nai. Hiện tại công việc của em là kế toán trong trường mầm non ở bên quận 1 ạ. Và hiện tại em đang sinh sống cùng với gia đình người thân ở bên Bình Thạnh. Hồi đó giờ có đi xuống với Long An, Đồng Tháp rồi chơi chưa, miền Tây chơi chưa? Long An thì em chưa có dịp được ra tới Long An. Nếu có cơ hội thì mình cũng đi thử một chuyến ha. Yeah. Em có ngại yêu xa không? Yêu xa hả? Em quan trọng là yêu xa nhưng mà kiểu tình cảm của mọi người đến yêu xa mà tình cảm có gần hay không ha? Dạ, dạ đúng rồi. Mình cứ trước mắt là tìm hiểu coi có hợp nhau hay không mới là quan trọng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có tính cầu toàn, có chí tiến thủ trong công việc. Em thích làm công việc thì em sẽ làm tới cùng. Điểm mạnh thứ hai là em biết nấu ăn cái món đơn giản như là hàng ngày như là chiên, xào, kho. Còn như các món như phức tạp như là hủ tiếu, bánh canh thì em không biết nấu. À, coi như là kiểu như cơm ăn hàng ngày là dạ. Mấy món cơm ăn cơm là nấu được hết phải không? Dạ. Rồi vậy là tốt rồi, thanh niên mà vừa biết giỏi việc nước mà đảm việc nhà, nó ra ngoài kinh doanh còn trẻ mà kinh doanh riêng. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ? Dạ, điểm mạnh của em là em một người như là yêu thương gia đình, biết quan tâm gia đình, với lại thích làm các công việc
biết nấu ăn. Với lại em thì được cái là chăm chỉ, với là cũng cộc toàn. Còn điểm yếu của em có thể là em hơi ít nói, với lại hơi bị ngại ngùng trước đám đông ạ. Tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng có cơ hội được làm bạn, với lại tìm hiểu cũng qua được một vài mối quan hệ, nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc ạ. Có nghĩa là tìm hiểu thôi chứ còn tình yêu là chưa có. Từ hồi đi học luôn tới giờ luôn hả? Không có cái mối tình nào sâu đậm hết trơn hả? Dạ, chưa sâu đậm. Là do không ai đeo đuổi mình, hay do người ta đeo đuổi mình nhưng mà mình chưa thích, hay là rồi mình có yêu đơn phương, yêu thầm trộm nhớ ai không? Cũng có người để ý, xong rồi cũng có lại mình lại thích cái mẫu người khác đó, nên gọi như nó không có gọi là trùng hợp với nhau á. Chỉ cái từ giống đuổi hình bắt bóng về ha. Mình thích cái này thích cái khác, cái vòng vòng. Rồi nói chung là chưa có kinh nghiệm tình trường. Thế còn em? Dạ em cũng giống bạn nữ là chưa có trải qua mối tình chính thức nào chị. Trời đất ơi, 27 tuổi cũng chưa có mối tình nào luôn. Dạ chưa. Dạ chưa. Lý do? Dạ thì em thì có mối tình đơn phương, thì em có thích một người năm lớp 9. Một hôm em quyết định tỏ tình, em không biết làm sao. Cái em viết vô tờ giấy á chị. Canh bạn đó vô, cái em đưa cho bạn đó, cái bạn đó đọc xong, cái bạn đó mặt đỏ hết trơn, cái chạy ra ngoài, cái tình bạn tới đây chấm dứt luôn, không còn. Gì kỳ vậy? Hai đứa học chung? Dạ học chung chị. Rồi cái đọc xong là tình bạn từ đó chấm dứt luôn? Dạ. Rồi em có hỏi thăm có gì nữa không? Rồi bạn đó lánh mặt em luôn? Dạ bạn đó lánh mặt em luôn. Né luôn? Dạ. Rồi lúc đó cảm xúc em sao? Dạ em cũng buồn lắm chị. Rồi sau đó còn thích bạn đó nữa không, hay là buồn bị từ chối xong cái là hết thích luôn? Dạ bạn đó thì em cũng vẫn còn thích, nhưng bạn đó cứ lánh mặt em. Rồi tới nay luôn đó, hồi đi học tới nay luôn? Dạ. Rồi tại sao mấy năm qua đi làm rồi cũng tùm lum hết mà không có tìm cái cơ hội nào khác nữa? Dạ em cũng tìm hiểu nhưng mà đa số thì mấy bạn nữ đều có bạn trai hết, rồi em không dám vô. Trời ơi khổ quá. Bởi vì ta nói bây giờ sống thì mọi người đừng có nghĩ là dễ có mối tình đâu nha quý vị, khó lắm luôn á. Con trai thì ngại tiếp xúc con gái, con gái thì đâu có thể chủ động kiếm con trai, rồi cứ vậy cứ sầu quần dòm nhau, tưởng đâu ai cũng đắt, thế ra là ai cũng ế, đúng không em? Rồi khó lắm luôn. Giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em là có công việc ổn định, có chí cầu toàn trong công việc, và hướng người đàn ông của gia đình, là biết ngoài công việc ra thì về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc nhà, cùng san sẻ, với lại yêu gia đình ạ. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì em muốn một anh còn cao hơn em, to hơn em, để em cảm thấy mình được nhỏ bé. Em chỉ thấy cũng hơi to cao rồi đó. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 65. Mét 65? Dạ. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m67. 67? Chứ cái 65 mà em đòi cao to hơn em, chị thấy cũng hơi khó luôn á. Mà cũng cao hơn em. Dạ cao hơn em, dạ. Rồi còn em thì em có yêu cầu gì về cái người bạn đời của mình, em muốn như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một bạn nữa là mẫu người của gia đình, biết yêu thương gia đình, biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe. Và ngoại hình thì em thích bạn nữ cao từ 1m6 trở lên. Thích chi cao dữ vậy, mình đâu cao lắm đâu, mình vừa người thôi mà thích chi 1m6 trở lên dữ vậy. Dạ đứng bằng em với chị. Có đem hình ảnh gì theo không, hai bạn cho chị coi với. Đó, cho em hai tấm hình. Trời ơi, cái hình trong người dữ vậy trời. Dạ, hình này em chụp hồi em còn là thời sinh viên đó chị. Cách đây khoảng 3 năm. Trời ơi, đã đưa hình nguyên một lớp học rồi. Mà còn hồi cách đây 3 năm nữa rồi em ráng kiếm được cái là chụp điện thoại. Nên em có thể là mở ra, em có thể phóng to nó ra em nhìn nha. Ai đâu? Dạ, em chọn bạn này. Tại sao lại là bạn đó? Thì em thấy bạn này vừa người, không mập cũng không ốm. Rồi hay quá ha, vừa người. Thấy ảnh chưa em? Em nghĩ là anh này ạ. Tại sao em nghĩ anh đó? Chắc anh chọn hình nào mình phải nổi nổi một xíu. Chọn hình nào mình nổi nổi một xíu cũng là một cái tiêu chí. Rồi để nguyên đó nha, bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim. Dạ em chào anh. Anh chào em. Dạ. Coi lại coi anh nào. Trọng tâm tấm hình, bây giờ mình ghe tấm hình là gì chứ, cũ nè. Nguyên bản tấm hình nè, em coi coi. Anh cách đi 3 năm nhìn em cũng chưa nhận ra. Nè, chính giữa rồi kìa, trời ơi. Đúng là ảo nổi thật. Thấy không, nổi nhất nha, nhưng mà ảnh chọn em trúng bóc nha em. Dạ. Rồi, tặng đi. Lần đầu anh có món quà tặng em, đây là một cái quyển sách mà anh rất thích, cũng rất hay. Lần đầu anh đọc cái quyển sách này là
hồi năm cuối năm đại học. Mà lần này anh đọc lại thì anh cũng thấy hay nên anh quyết định tặng cho em. Dạ, em cảm ơn món quà của anh ạ. Sắp sách tựa gì vậy em? Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Dạ, cái quyển sách này nói về cái tuổi trẻ chị. Giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng tuổi 20 á chị. Mà giờ mình hết 20 rồi, vậy là chị đâu cần đọc đâu đúng không? Dạ không, cái cuốn sách này dành cho tất cả mọi người. Em cảm nhận như thế nào về món quà này? Em thấy quyển sách của anh rất ý nghĩa. Mặc dù em thì không có hay đọc sách nhưng mà em sẽ về em sẽ đọc từng trang. Ok. Và bây giờ Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa rất tuyệt vời. Đây là món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món chả cá đế vương đó. Rồi vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Rồi ga lăng đi, phục vụ bạn gái đi. Em cho anh mượn chị. Anh mời em dùng. Thì em cảm ơn anh. Ở nhà anh cũng hay thường nấu món gì anh ha? Anh thường thì nấu thịt kho, cá chiên. Là hiện tại anh đang ở dưới quận Long An, là ở với gia đình có ba mẹ anh ha? Đúng rồi, anh ở với ba mẹ. Nhà anh là có anh hay chị gì không? Gia đình anh thì có 4 người. Hai chị anh thì có gia đình rồi, còn anh thì còn nhỏ em út nữa. Thì chắc anh ở nhà có em, có mẹ chắc cũng nấu, chắc anh cũng ít phải nấu cơm ha? Anh cũng thường nấu lắm em. Khi nào mà ba mẹ anh đi ruộng á thì anh ở nhà anh nấu. Em dùng đi. Dạ, mời em dùng. Mà với lại hôm nay em đi á, em chưa kịp chuẩn bị quà cho anh. Thì giả sử như có duyên thì sau này em sẽ nấu ăn cho anh chẳng hạn. Anh cảm ơn. Dạ. Trước đây em thấy công việc anh kể là trước đây anh làm trên Sài Gòn. Rồi sau đó một thời gian anh lại về với Long An. Xong rồi sau này anh lại có ý định là phát triển sự nghiệp trên Sài Gòn hả? Anh thì nếu trong tương lai thì anh có đủ vốn thì anh sẽ lập nghiệp. Ở đâu thì mình ở cũng được. Là anh làm ở trên Sài Gòn được mấy năm rồi, xong rồi anh mới về Long An hả? Anh làm khoảng 4 năm. 4 năm trên Sài Gòn. Nhưng mà sao có ý định là anh lại về Long An, sao lại ngược lại về Sài Gòn ạ? Anh thì anh thích kinh doanh á em. Anh thích kinh doanh làm chủ á. Cái đó là dự định thôi chứ anh cũng không chắc. Nếu như mà ở dưới quê anh phát triển được thì anh sẽ ở dưới quê. Còn lúc rảnh em thường làm gì? Rảnh thì em thường hay coi các chương trình trên YouTube nè. Hay là em cũng sở thích là em nghe nhạc. Với lại rảnh thì em cũng thích đi gặp bạn bè tám chuyện vậy đó. Em có thích đi du lịch không? Dạ như là em cũng thích đi với bạn bè hay đi với gia đình vậy đó. Mà hiện tại thì em cũng chưa có dịp được đi nhiều. Anh thì cũng thích đi du lịch đó mà chỉ thiếu người đi cùng thôi. Em có hay về quê không? Dạ thường thường thì em cứ cách tuần em về với quê. Tại vì ở trên đây á, với quê em nó gần lắm. Cũng đi tầm 2 tiếng là em về với nhà. Anh thì có dịp nào anh sẽ về quê em chơi? Dạ, có dịp mời anh về quê em chơi. Vậy hẹn hò mình một tuần mình hẹn gặp nhau khoảng bao nhiêu lần? Em thấy khoảng cách của mình cũng khá xa. Như anh từ Long An mà em đây lên cũng 4 tiếng. Anh thì khoảng cách thì không quan trọng. Dạ. Miễn lúc nào em cần thì anh sẽ có mặt. Mà anh lên thì anh sẽ đi xe máy à? Anh sẽ đi xe máy. Còn cái công việc của anh là anh làm theo kiểu tự do hả anh? Anh làm theo kiểu tự do. Ý là có thời gian là mình sẽ linh hoạt đúng không anh? Đúng rồi, thời gian linh hoạt em. Còn thứ bảy chủ nhật anh có làm không hay là? Thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh, anh nghỉ. Dạ. Ý là mình làm là mình làm một mình hay có bạn bè làm cùng với nhau không anh? Anh làm một mình. Nãy giờ tôi hỏi câu này mà bạn gái cũng hỏi câu này mà tôi biết bạn gái cũng chưa thỏa mãn là cái câu là ý là tại sao đang ở thành phố mấy năm rồi mà lại đi về quê, không ở thành phố nổi mà phải đi về quê, thì có phải là do là mình muốn làm chủ làm riêng, ở thành phố thì mình chưa đủ điều kiện kinh tế, mình về quê là có nhà cửa sẵn
đỡ phải thuê mướn để mình về mình kinh doanh riêng, mình làm chủ, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó mà nãy giờ không giải thích rõ cái ví dụ mà mình mạnh vốn hơn nữa, mình phát triển lên hơn nữa thì mình mới lên thành phố, còn không mình ổn định thì mình làm ở dưới quê. Ý dạ. là vậy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó. Rồi, hồi nãy giờ chưa nghe hỏi gì về về cái quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Mình hỏi thêm những cái đó coi. Quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Dạ em quan điểm tình yêu em là dạy như là lúc yêu thì mình nên dạy như chia sẻ, đồng cảm với lại thấu hiểu nhau. Thì mấy cái tiêu chí của em thì cũng giống của anh cũng cần một bạn gái là quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe. Rồi bây giờ vậy, chị Tường sẽ cho hai bạn có một chút cái cơ hội để mình va chạm với nhau. Va chạm với nhau mà mình sẽ tìm hiểu nhau cho nó kỹ hơn. Rồi bây giờ mời hai bạn ha, mỗi người sẽ bóc một cái lá thăm của chương trình có những yêu cầu, trong này là mình thực hiện để cho nó vui hơn, nó thân thiện với nhau hơn. Bóc đại lá đi, lựa chọn gì nữa, đọc lớn lên coi. Bạn nam hãy chỉ chủ động nắm tay và nói một lời tỏ tình lãng mạn. Rồi mời em qua đây, ví dụ như đây là cái người mình thích rồi đó, mình thử coi qua nắm tay mình tỏ tình thì mình nói cái gì với cô ấy. Xin phép cô ấy cho nắm tay đi, gái bước ra. Trời ơi cao dễ sợ đó. Anh xin phép nắm tay em. Dạ. Anh thì thích một cái câu nói trong sách, đó là không ai trong chúng ta có thể tồn tại độc lập, thì không ai trong chúng ta có thể thành công mà không có một nửa còn lại. Thì anh cũng vậy. Thì lần đầu gặp em thì anh cảm thấy rung động. Dạ em cảm ơn anh. Là cái câu nói trong quyển sách lúc nãy hả? Hay là... Anh nói trong một anh đọc trong một cái quyển sách khác. Rồi mời em. Rồi mời em gái bóc một lá bài của chương trình. Rồi đọc lớn lên giùm chị ha. Hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Rồi. Tật xấu hả? Em hay ngủ nướng, hay hẹn xong rồi quên giờ. Trời, người phải nhắc nhở nha em. Em hay khó tính nên dạy như khắt khe với giống như đứa em gái em. Em thấy cũng dạy như là mình kiểu hay áp đặt với chị. Nhưng mà ý là đối với người thân thôi. Tật xấu của em là em ít nói, ít chia sẻ. Đó, nãy nội không suy nghĩ tật xấu cũng lâu là biết ít nói, chia sẻ rồi. Cái cuối cùng? Cuối cùng là được. Thôi, anh trai giờ em tật xấu của em là gì? Cái bổ sung cho bạn gái coi. Dạ, tật xấu của em là hay thỉnh thoảng cũng hơi nóng tính một xíu. Mà nóng tính theo dạng là ai làm em bực mình thì em la la thôi. Mà em trong lòng thì em không có gì hết, em cũng hay quên, mau quên lắm. Có nghĩa là mình cũng nóng mà rụt để ngoài da chứ mình không có để bụng, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Thì bây giờ nói về cảm xúc tình cảm ngày hôm nay nè, em cảm nhận về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay như thế nào? Dạ, em cảm thấy bạn nữ dễ thương, xinh, thì cũng đúng là mẫu hình lý tưởng của em đang tìm. Rồi, còn em cảm nhận? Dạ, em thì em nghĩ anh là một người rất là cầu toàn, có chí hướng trong công việc, với lại là một người đàn ông của gia đình. Thì em nghĩ cũng sẽ rất là nhiều bạn cũng muốn tìm một nữ như thế. Rồi, bây giờ mình hát giúp vui chương trình cái cho nó vui đi. Mình đi đường xa lên đây mang theo một món quà của người dân miền Tây, biết hát bài nào không? Hát bài tặng bạn gái, tặng chị Tường luôn. À vậy anh ấy thì nãy bạn ấy giúp em cái tật xấu rồi đó, em giúp lại. À vậy em giúp anh ha. Tại thì em hát một bài mà không có, em hát một khúc thôi ha. Dạ em hát một khúc của ca khúc Mơ Một Hạnh Phúc. Rồi. Dạ. Khi gặp nhau tình yêu hé nở nụ cười, nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng, bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm ân vui, lòng thầm mến ơn trời đã cho anh gần em. Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu, với anh mộng mị cho em nỗi phiền, bao buồn vui ước muốn luôn luôn làm ân vui, lòng thầm mến ơn trời đã cho anh gần em. Em xin hát ạ. Rồi em hát hay quá. Rồi suy nghĩ ra bài hát gì chưa? Dạ chưa, em không biết hát. Dạ rồi không biết hát thì chị hỏi tiếp thêm nữa. Theo như em nghĩ rằng là nếu mình kết hôn với nhau, hai vợ chồng, thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý tài chính? Dạ, theo em thì em sẽ giao cho bạn nữ quản lý tài chính. Tại sao? Em cũng là dân kinh doanh giỏi mà, sao em không quản lý? Tại thì em là quản lý tài chính rất kém, thì em sẽ cần một bạn nữ quản lý tài chính giùm em.
Thế em nghĩ trong gia đình con cái về giáo dục con cái ai sẽ là người làm chủ? Dạ thì đối với con cái thì sẽ là hai vợ chồng sẽ là nuôi dạy con. Rồi, hai bạn còn muốn hỏi gì nhau nữa không nè? Dạ, cô hỏi về Cát Tường thì giả sử như trong gia đình á, giữa em và mẹ có những cái xích mích thì dạ như anh sẽ giải hòa như thế nào? Anh sẽ không đứng về mẹ anh và hay là em, mà anh sẽ là người hòa giải cho hai người, tìm ra câu nói chung để căng thẳng đó không còn nữa. Anh sẽ là người đứng ra giải thích. Có nghĩa là em sẽ xem cái câu chuyện đó, ai đúng thì sẽ đứng về phía đó. Có thể người đó là mẹ mà cũng có thể người đó là vợ. Nhưng mà ai cũng giống như mẹ anh và em, ai cũng có quan điểm riêng, không phải ai chịu lắng nghe thì sao? Ý là giờ anh chỉ có giống kiểu như là được chọn một trong hai thì anh sẽ như thế nào? Câu này giống như thi Hoa hậu mà hỏi mẹ với con rớt xuống hay mẹ với vợ rớt xuống nước thì cứu ai vậy đó. Không cứu ai hết, cứu bản thân mình trước nha quý vị nha. Tôi trả lời cho tất cả những người mà thích hỏi những câu hỏi khó, đừng bao giờ hỏi những câu hỏi đó. Tại vì nó rất là khó. Cái tình huống nó rất là khó. Nếu bây giờ mà chọn mẹ đó thì là thì mất vợ. Rồi mà chọn vợ thì người ta chửi là bất hiếu. Theo bạn này trả lời rất là thông minh. Tại vì ai đúng thì mình theo thôi. Không, nếu bây giờ người nào cái vợ nói gì cũng nghe mà đổ vợ lên đầu mà không có báo có hiếu với cha mẹ mình thì sau này làm sao giáo dục con cái. Nhưng mà nếu như mẹ mình không có chính kiến, mẹ mình sai mà cái gì mình cũng binh vực mẹ, rồi cuối cùng thì gia đình mình ly tán. Cho nên cái người đàn ông mà bản lĩnh thì là người phải biết phân biệt đúng sai và phải có cách thuyết phục mẹ với mình, cũng như là phải có cách chia sẻ với vợ mình cho hiểu. Còn nếu người vợ mà vẫn cố tình không hiểu thì người vợ đó với mình là không hợp. Còn đối với chị thật sự, còn nếu mà nói để chọn lựa, bắt buộc chị phải chọn gia đình. Nếu như em chọn lựa giữa chồng em với ba với mẹ em thì em cũng sẽ chọn ba mẹ em, đúng không? Vậy thì em hỏi người ta câu hỏi đó, nếu như người ta trả lời chọn mẹ người ta thì em sẽ bị tổn thương. Mà nếu người ta trả lời chọn em, chưa chắc em đã thích, vì sau đó em suy nghĩ ồ dàng này mất hiếu. Cho nên đừng hỏi câu hỏi đó nha. Em hơi làm tốt. Chị Tường nói hay không? Dạ hay chị. Hay, vỗ tay. Trời ơi. Rồi, thật ra đó là cái mình hỏi để chi? Mình coi cái cách ứng xử của người ta, chứ phải là coi cái cách người ta chọn ai. Mà đúng là bạn này là một người cũng có kinh nghiệm và cái giao tiếp cũng tốt và biết cách trả lời để mà không có mất lòng ai hết, mà cũng đúng với bản thân của mình. Giống như câu hỏi hồi nãy là trả lời chưa có đúng chủ đề thì chị phải giúp em hỏi cho ra cái câu trả lời. Nhưng có những câu trả lời thì thật sự là mãi mãi mình cũng không trả lời được, tại vì có những cái nó không phải để mà chúng ta chọn lựa. Rồi, ok, bây giờ thì mời hai bạn sẽ đặt tay vào trong cái nút bấm của chị Tường. Sau 3 tiếng đếm, nếu mình đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ bấm mạnh xuống cái nút. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm xúc thì mình có quyền nghe theo cái mách bảo của con tim mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 Dạ, em cảm thấy bạn nữ dễ thương, xinh thì cũng đúng là mẫu hình lý tưởng của em đang tìm. Với lại là một người đàn ông của gia đình, rất là nhiều bạn cũng muốn tìm một nữ như thế. 3 Hết thời gian. Sao em gái là không bấm? Để em xin lỗi anh. Cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc của em thì nói chung là tính cách của anh thì em cảm thấy anh là một người đàn ông cũng khiến bao người phụ nữ muốn tìm kiếm. Nhưng về cảm xúc của em hiện tại lại con tim em chưa rung động. Cái điều gì mà em cảm thấy giữa hai người là nó không tương hợp, phù hợp? Dạ, không ở vấn đề gì, nhưng mà em không biết con tim em nó chưa được. Thế em có ngại xa không? Dạ, xa thì từ đây về Long An thì cũng muốn tiến nên cũng không phải là khoảng cách xa lắm. Dạ, do đó thì dạ, mình chưa rung động, dạ, đúng không? Dạ. Rồi, ok, mời hai bạn đứng lên. Không sao cả. Cảm xúc của em như thế nào? Em cảm thấy như thế nào? Dạ, em cũng hơi buồn. Hơi buồn một xíu ha. Chị thấy rằng em cũng là một chàng trai rất là nhanh nhẹn, tháo vát và cũng chân thành. Có thể là tình duyên thì mình không có miễn cưỡng được. Cái cảm xúc mỗi người mỗi khác. Có thể em có sự rung động nhưng bạn gái chưa có. Thì hôm nay có thể cái duyên mình chưa tới. Nhưng mà biết đâu thì cái duyên của mình nó sẽ tới trong một lúc nào đó gần đây thôi. Và khi chương trình này phát lên, có thể có những người bạn trai thích em sẽ liên hệ với em. Có những người bạn gái thích em thì người ta sẽ liên hệ với em. Em một chàng trai đã thành công trong cái công việc, trong cái sự nghiệp của mình. Và có những cái đường hướng phát triển rất là chắc chắn. Hay tưởng tin rằng giống như bạn gái chia sẻ, cũng là nhiều cô gái mong muốn được kết đôi với em ha. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, nếu như mình muốn kết nối với hai bạn tham gia chương trình ngày hôm nay thì mình có thể liên hệ với chương trình quý vị nha.